Ê, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cờ Su. Sau khi chơi phần 3, mình đã có thêm thông tin cũng như chúng ta đã mở được khoảng 50% timeline của trò chơi. Vậy, hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu thêm về phần 3 của tựa game Dark Deception này nhé. Đầu tiên là giả thuyết của mình về nhân vật Agatha, là nhân dạng của con gái người chơi, được Malak tạo lên từ quá khứ của nhân vật chính. Tuy nhiên, để mở được bí ẩn này, thay vì nói suông thì mình khuyên các bạn nên trải nghiệm ngay trò chơi để biết được những bí ẩn bên trong nhé. Ở trong màn 3 này thì mình sẽ gọi nó đơn giản là màn vịt. Khi bắt đầu trò chơi, bạn hãy để ý xem bên phía tay trái sẽ có một cánh cổng khá bình thường. Nhưng hãy đi đến đó và ấn mở, bạn sẽ tìm thấy một lối đi lên phòng bí mật. Nếu bạn bước vào căn phòng có những hiệu ứng như kiểu click thì căn phòng này đang chứa mảnh ký ức của người chơi. Những ký ức mà giờ đây ám ảnh người chơi trong thế giới ác mộng. Và khi đi lên thì các bạn sẽ nhìn thấy một vài dòng chữ. Nhưng dòng chữ nổi bật nhất là Remember Your Ori Ducking. Theo mình sẽ có hai giả thuyết cho câu nói này. Một là con vịt này là món đồ chơi của người con gái. Và hai, câu nói con vịt xấu xí chính là cách mà ông ta gọi cô con gái của mình. Vậy để phân tích xem chuyện gì đã xảy ra với gia đình này thì chúng ta hãy cùng xem hai tờ tài liệu này nhé. Tôi không thể tiếp tục những chuyến thăm tâm thần này nữa. Nhưng viên thuốc chẳng thể giúp gì được cho con bé. Tôi chẳng thể biết lúc nào nó sẽ lại hoảng loạn và lại tái phát. Tất cả mọi thứ đều khiến nó kích động. Con bé lúc nào cũng trông thật thảm hại và nó sẽ là một cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc với tôi. Con bé không bao giờ là bình thường cả. Nó sẽ bị rối loạn lưỡng cực như mẹ nó. Và thậm chí còn điên hơn cả bà ta nữa. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cả hai đều không thể chịu đựng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự khốn khổ này và tôi cũng không phải là một người đàn ông gia đình. Thực ra, tôi cũng chả quan tâm rằng người ta nghĩ về tôi như thế nào. Hai người họ chẳng thể nào biết như nào là hạnh phúc. Và họ chỉ đang lấy đi những niềm vui của cuộc đời tôi. Tôi cần phải dứt họ ngay ra khi còn có thể. Tôi là người có rất nhiều tiền, một công việc cao cấp. Tôi vẫn còn trẻ và hấp dẫn. Tôi vẫn có thể bắt đầu lại, hẹn hò với một cô gái trẻ và không có bệnh về tâm thần. Lần này, có lẽ tôi nên làm cho đúng. Dù vậy, nhưng tôi vẫn phải làm điều gì đó với họ. Không đời nào tôi để cho cô ta lấy một nửa tài sản của mình. Cô ta sẽ dùng đứa trẻ khuyết tật ấy để hút máu tôi mãi mãi. Tôi chỉ muốn thoát khỏi họ và quên đi sự tồn tại của họ càng sớm càng tốt. Đầu óc của cô ta không còn minh mẫn nữa. Nên đây có lẽ sẽ là cách. Đọc xong đoạn đầu tiên này, các bạn hãy để ý những câu từ mà mình khoanh ở đây. Nó sẽ liên quan trực tiếp đến cốt truyện tổng thể của game. Đầu tiên, ông ta đưa con gái mình vào viện tâm thần để điều trị. Dòng con bé lúc nào trông cũng thật thảm hại. Điều này vừa có thể hiểu cô bé giống như một con vịt xấu xí. Trong đoạn thư thoại cũng nhắc đến việc bệnh của cô bé có triệu chứng như là bệnh lý tâm thần và cụ thể ở đây là hoảng loạn dẫn đến kích động lưỡng cực. Và thứ hai là công việc cao cấp. Về vấn đề này thì phải đến màn Crazy Carnival. Mình sẽ làm rõ và để các bạn hiểu nhé. Và cuối cùng là việc tiết lộ cho chúng ta về chuyện đầu óc của bà vợ có vấn đề và cụ thể là thần kinh không được ổn định. Trong đoạn tường thuật của nhân vật chính đều nói đến việc cô con gái và bà vợ đều có vấn đề tâm thần lên khả năng cao. Việc ra đời của đứa con gái này là một sự kiện ngoài ý muốn đối với hắn ta. Nhưng trước khi đi sâu thêm và thử đặt giả thuyết về timeline của toàn bộ câu chuyện thì hãy cùng mình xem nốt đoạn nốt bên cạnh nhé. Bệnh nhân Kristen Tracy là một cô bé da trắng 12 tuổi, sống cùng bố mẹ, có tiền sử về bệnh tâm thần từ năm 2014. Bệnh nhân được nhập viện bởi cha. Người cha nói rằng con gái ông dễ bị thay đổi tâm trạng thất thường một cách nghiêm trọng và đi kèm những cơn hoảng loạn. Ông cũng nói rằng cô thường làm những hành động bốc đồng, những hành vi rủi ro, thậm chí là nguy hiểm chỉ để được ông chú ý đến. Ông lo sợ rằng cô bé sẽ tiếp tục làm hại chính mình hoặc có thể làm hại người khác nữa. Và mẹ của cô bé cũng có tiền sử về bệnh thần kinh. Trong quá trình đánh giá, bệnh nhân mô tả tâm trạng của cô bé vẫn ổn và cô khẳng định rằng nó đã khá hơn trong vài năm gần đây. Qua lời kể của cô, bệnh nhân tự đánh giá mình thấp, mất cảm xúc, rối loạn giấc ngủ, ăn uống không được tốt, sụt cân, tuy nhiên không thấy sự thay đổi của năng lượng và thông báo về sự mất tập trung và giảm trí nhớ. Bệnh nhân có biểu hiện nặng hơn khi được hỏi về cha mình. Cô tin rằng cha của cô đang cố phớt lờ và không hề yêu thương cô. Cô tin rằng ông ước mình không còn tồn tại. Bệnh nhân có biểu hiện về tự hại mình trong quá khứ. Với hai cánh tay đầy sẹo, chúng tôi đang gửi khuyến nghị rằng cô ấy có khả năng bị rối loạn lưỡng cực và đang xem xét và quan sát thêm. Thuốc sẽ được kê cho bệnh nhân trầm cảm và lo lắng. Tôi sẽ bắt đầu với O và nhưng vấn đề thực sự xảy ra ở đây không bởi vì bệnh của cô gái hoàn toàn
mà phần lớn là do sự thiếu trách nhiệm của ông bố, cũng như cảm giác không quan tâm của người cha mà cô gái nhận được. Vô tình sự vô cảm của người cha đã đẩy Kristen vào căn bệnh lưỡng cực thần kinh. Có vẻ như nhân vật chính của chúng ta là một người khá tồi tệ, và có lẽ lý do ở đây, như mình đã nói, cô bé là kết quả của một cuộc tình ngang qua và hắn buộc phải chịu trách nhiệm với nó. Dường như lúc nào hắn cũng có một cảm giác gánh nặng và muốn thoát khỏi nó bằng bất cứ giá nào. Nhưng hãy để ý ở đoạn cuối, nghe có vẻ như hắn đang hối hận về những lựa chọn trong cuộc đời mình, và dường như hắn có ý muốn chuộc lại lỗi lầm người đã gây ra với đứa con gái, làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn hơn. Điều này khá mâu thuẫn và khó hiểu khi bạn nhìn vào trang cuối. Kristen, cha ước đã nghe con nhiều hơn, nhưng con chả là gì với ta cả. Ta chỉ toàn thấy khuyết điểm của con. Nếu con nghe ta và tin ta một lần này thôi, ta sẽ thay đổi số phận của con. Vậy điều này có nghĩa là gì? Thực sự thì nghe có vẻ nó như một lời thú tội của người cha. Nhưng có vẻ ông ta đã tự dàn xếp một vụ tai nạn ô tô bằng cách làm hỏng phanh, hoặc đơn giản đưa vợ và đứa con gái lên một chiếc xe đã hỏng hóc một vài chi tiết nào đó, và để người vợ có vấn đề về thần kinh lái nó, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm. Nhưng có lẽ một phần nào đó trong linh hồn của người cha này đã sám hối, nên hắn đã được xuất hiện tại nơi ngục để được chuộc lại lỗi lầm của mình. Khi chơi Chap 2, quay lại ngôi trường đại diện cho nơi đi học của cô bé Kristen, một cô bé có vấn đề thần kinh sẽ nhìn thấy gì? Đúng, không có ai là bạn cả. Chúng chỉ là những thứ ghê rợn trong mắt cô. Mặc dù trong phần 2, Agatha đã gọi Malak là cha, nhưng điều này không chứng minh rằng cô ta là con của Malak. Với một cánh tay đầy sẹo và mất cân đối với cơ thể, mình thấy Agatha có gì đó giống với những lời mà Bia kể, và có thể cô ta chính là con gái của người giúp việc được nói đến nhật ký Chap 2. All we need is a sacrifice. None of Edgar's tramps will do, but the maid has a daughter that might do nicely. Vậy có vẻ như con vịt xấu xí và những lời chỉ trích ở trên tường nhắm đến Kristen, với những con vịt như đang trình diễn một cơn ác mộng của những món đồ chơi mà cô yêu thích nhất, những chú hề và sân khấu. Đây dường như muốn chứng minh cho một thứ gì đó độc ác làm sao vẻ thân thiện của một tên hề. Tất nhiên rằng mình vẫn chưa thể mở khóa được lý do tại sao hắn ta lại có ở đây, một nơi mà chỉ có những linh hồn hối hận với bản thân được phép chuộc lại chính mình. Một linh hồn tuyệt vọng đang tìm kiếm sự cứu rỗi là một chủ đề hoàn hảo để cho Bia thao túng, để bắt hắn tìm cho mình những mảnh linh hồn để có thể sở hữu được chiếc nhẫn thánh của quỷ Malak. Và nếu như bạn thắc mắc tại sao, thì bạn có thể nghe đoạn hội thoại sau để biết bà ta đã lừa người cha tội lỗi rằng sẽ đáp ứng điều ước của anh và mang con gái của anh trở lại. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Và vậy thì mình đã giải mã được mảnh ghép từ màn Stranger's Dreamer. Video tiếp theo mình sẽ phân tích về Crazy Carnival. Ở mỗi màn sẽ có một câu chuyện khác, nên nếu như bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất thì đừng quên ấn đăng ký và nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới nhất về video của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!